Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi lại tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một sản phẩm mà chúng tôi vừa mới mua về được. Đó chính là một chiếc xe ở cái phân khúc hạng C, sedan Mazda 3. Đấy, đây là một chiếc xe đến từ thương hiệu rất nổi tiếng từ Nhật Bản. Đó chính là chiếc xe Mazda 3 phiên bản sedan. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi. Ở cái phân khúc xe Mazda 3 thì nó có hai loại. Thứ nhất là cái phiên bản 1.6, thứ hai là 2.0. Và nó có cả phiên bản hatchback và phiên bản sedan. Hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn về một chiếc xe Mazda 3 sedan 1.6, 1.5 ạ. Xin lỗi quý vị và các bạn, động cơ 1.5 lít ạ. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi. Quý vị các bạn ạ, chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì đăng ký màu vàng quý vị các bạn ạ, màu vàng hay còn nhiều người hay còn gọi là màu vàng cát đấy. Đây là màu vàng cát ạ. Và chiếc xe này thì cả một cái dàn lốp chủ xe mới thay, Michelin mới thay luôn. Đây quý vị các bạn ạ, cả một cái dàn lốp này là chủ xe mới thay trong nhá. Và cái vài lốp này là lốp Michelin hết rồi. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi đấy ạ. Phiên bản Mazda 3 thì hay là bây giờ rất nhiều các loại xe mua về là cái lốp của nhà sản xuất thường là không phải là Michelin, và thường hay là Bridgestone hoặc là các hãng lốp khác. Nhưng mà đi thì không thể êm bằng Michelin được, cho nên là phần lớn là rất nhiều chủ xe, nhiều xe vừa mua về đã thay luôn Michelin cơ ạ. Đấy, và đây là cái dàn lốp Michelin mà chủ xe vừa mới thay, rất là đẹp, rất là mới. Và cái lốp sơ cua còn nguyên chưa hạ quý vị các bạn nhé. Rất là đẹp, rất là mới, từ năm 2015 đến bây giờ sử dụng cũng đã được 5-6 năm rồi. Nhưng mà cái lốp sơ cua vẫn còn mới tinh, chưa hạ quý vị các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Đấy, và nhìn về bên ngoài thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là cái nền nó rất là đẹp. Tại sao mà tôi lại hay quay cho quý vị và các bạn? Tôi rất thích quay cho quý vị và các bạn à, đem chiếc xe mình ra quay ở trời nắng. Đấy, trời nắng to là tôi lại rất thích đem ra tôi quay. Tại vì là nhìn nó rất là rõ luôn quý vị và các bạn nhé. Tôi muốn quý vị và các bạn thấy được rõ luôn là cái nền của sơn xe như nào đấy ạ. Đây, mời quý vị và các bạn cùng xem. Tôi quay thật sát vào để quý vị và các bạn thấy được. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng mới mua về và chúng tôi cũng có đánh bóng rồi, dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Tuy nhiên là những cái vết xước của xe đây này còn nguyên này. Tôi quay sát vào thì quý vị và các bạn mới thấy được là nó xước, chứ còn ở xa là quý vị các bạn không thấy đâu ạ. Xước sát rất nhỏ nhẹ, chúng tôi để nguyên bản, chỉ đánh bóng thôi ạ. Tại vì là đường Hà Nội thì quý vị các bạn cũng đã biết rồi đấy ạ, đất chật người đông, sử dụng xe rất là nhiều, đi mà không xước mới là lạ quý vị các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi mua tại Hà Nội luôn ạ. Đó, chiếc xe này đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và mới lăn bánh được hơn 5 vạn km. Nhìn về cái phần bên ngoài thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, cái nước sơn của nguyên bản của xe còn rất là nhiều, rất là đẹp. Cái nền còn đang rất là căng này này. Trời nắng như thế này mà nếu như nền mà xấu bỏ ra đây thì rất là lộ đấy ạ. Thời tiết mà râm mát thì đi quay cho quý vị và các bạn cũng khỏe người. Mà thứ hai nữa là quý vị và các bạn không thể nhìn thấy được những cái nền xấu của xe, nhưng tôi lại thích quay trời nắng đấy, để thể hiện được những chiếc xe đẹp của mình ra trời nắng như này càng dễ thấy nó đẹp ạ. Đấy. Và chiếc xe này cũng đã được full option rồi quý vị và các bạn nhá. Đây, gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Đấy. Cửa số nóc phiên bản 2015 1.5 số tự động đấy ạ. Đèn pha bi xenon đông, đèn xi nhan, đèn gầm đấy. Và cái cụm đèn pha quý vị và các bạn thấy đấy ạ, nó rất là đẹp đấy ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, chưa có cong vênh nứt vỡ gì cả, thì nó rất là đẹp, rất là mới đấy ạ. Đấy, đây là cái cụm đèn pha nhé. Đèn pha đã được trang bị ở đèn pha bi xenon đông, rất là đẹp. Đèn xi nhan này, đèn gầm này, mặt ca lăng này, đấy, còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Tôi lại đi tiếp một vòng nữa cho quý vị và các bạn thấy được là chiếc xe này nó đẹp như thế nào ạ. Đây là cái cụm đèn hậu đây quý vị và các bạn ạ. Cụm đèn hậu cũng còn rất là mới này, rất là đẹp luôn. Phiên bản Mazda 3 xe cũng đã được trang bị camera lùi rồi quý vị và bạn nhé. Đầu DVD, màn hình, camera lùi đầy đủ option rồi. Ở phân khúc C sedan này thì cũng Mazda cũng đã trang bị cho chiếc Mazda 3 này là tương đối đầy đủ option rồi. Khóa thông minh, đè nổ,
ghế da. Đấy. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Nội thất cũng như cái phần keo chỉ phía bên trong của chiếc xe. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi. Trước tiên là chúng ta sẽ mở cái cánh cửa bên lái này ra. Đây, xe đã được trang bị là khóa thông minh, bấm tay mở cửa trên cánh cửa đây ạ. Đấy, chúng ta sẽ mở cái cánh cửa này ra. Đầu tiên là tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn là cái phần keo chỉ đây này. Keo chỉ nguyên bản hết quý vị và các bạn nhé. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, và táp bi cửa đây này. Táp bi cửa rất là mới này. Đấy, từ những cái phần da của táp bi này, cụm điều chỉnh lên xuống kính này, cụm điều chỉnh gập gương này. Đấy, rất là đẹp này. Từ những cái phần bậc cửa này, quý vị và các bạn thấy này. Đấy, từ những cái phần bậc cửa này cho đến ghế da này, rất là mới, rất là đẹp luôn. Cửa nóc này, xe cũng đã được trang bị cửa nóc rồi. Đấy. Vô lăng cần số rất là đẹp luôn đây quý vị và các bạn nhé. Đây là cái phần vô lăng cần số này. Và xe Mazda thì riêng những chiếc xe Mazda này hay được trang bị những cả đầy đủ những cái phần i-stop này, này. I-stop tức là tự động ngắt máy khi dừng đèn xanh đỏ, 3 giây là tự động ngắt máy ạ. Tiết kiệm nhiên liệu đấy ạ. Nâng chỉnh đèn pha, đây là nâng chỉnh đèn pha cao thấp, rất là mới, rất là đẹp luôn. Phần ghế da đây quý vị các bạn này, đây là cái phần nội thất da nguyên bản của xe nhé, còn rất là đẹp này, đẹp từ cái những cái má ghế đây quý vị các bạn thấy luôn này, má ghế rất là đẹp luôn này. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem tiếp về cái phần cánh cửa phía sau nhé, táp bi cửa phía sau. À, tôi lại mở cái cánh cửa phía sau này ra cho quý vị và các bạn cùng xem. Đầu tiên thì vẫn mời quý vị và các bạn xem về cái phần keo chỉ đã này. Keo chỉ của cái cánh cửa phía sau này cũng còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Keo chỉ còn nguyên này. Ốc bản lề cũng còn nguyên luôn này. Đấy, ốc bản lề còn nguyên. Và táp bi này, táp bi rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Cả về cái phần từ những cái phần bậc cửa này cho đến cái phần nội thất hàng ghế phía sau này, rất là mới luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, mới lắm luôn đấy ạ. Vì là ít người ngồi. Và cũng thưa với quý vị và các bạn nhé, ở cái phân khúc sedan như chiếc xe Mazda 3 này thì những chiếc xe ở Hà Nội này thì ít hơn. Tất nhiên là cũng có nhưng ít hơn, hơn so với những chiếc xe trong Sài Gòn. Thì là hay trong Sài Gòn hay sử dụng những chiếc xe này để chạy dịch vụ đưa đón khách sân bay. Tại vì chiếc xe này nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu quý vị và các bạn ạ. Đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu này. Đấy, đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà tôi muốn quay cho quý vị và các bạn xem nhé. Đấy, đây này, cái mức tiêu thụ nhiên liệu này chạy kết hợp có hơn 6 lít thôi cho 100 km. Còn nếu như chạy ở trong đô thị là hơn 8 lít. Còn nếu như chạy ở đường trường chỉ có hơn 5 lít thôi. Đấy, hơn 5 lít thôi, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu đấy. Cho nên bây giờ người sử dụng Mazda 3 rồi Mazda 2 rất là nhiều là tiết kiệm nhiên liệu đấy quý vị ạ. Rất nhiều người đã mua những chiếc xe Mazda 3, Mazda 2 để sử dụng chạy dịch vụ hay là chạy đưa đón khách sân bay đấy. Chứ còn nếu như bảo để chạy taxi thì chưa có ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe. Đầu tiên thì tôi phải bật cái khóa điện lên đã này cho quý vị và các bạn xem này. Cái đồng hồ công tơ mét đã nhá. Đây là cái đồng hồ công tơ mét của xe này. Chiếc xe đã lăn bánh được 5.2 km rồi. Quý vị và các bạn ạ, nhìn đồng hồ quý vị và các bạn phải nhìn xem vô lăng này có đẹp hay không này. Đấy. Tôi cho nhỏ đi để tôi giới thiệu cho dễ nhé. Đấy. Vô lăng cần số. Đấy, cần số này. Tay phanh. Đấy, quý vị các bạn nhìn cái đồng hồ công tơ mét thì phải nhìn thêm cả những cái đấy để biết được là chạy nhiều hay chạy ít nhé. Chứ còn nhìn một cái đồng hồ cũng không chuẩn đâu. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn này. Táp bi, táp lô rất đều và đẹp xe đấy ạ. Và option thì xe cũng đã được trang bị là tương đối là đầy đủ rồi, không còn thiếu cái gì nữa. Từ đầu DVD này, đây là cái đầu DVD ở dưới đây này. Đấy, đầu DVD, màn hình, camera lùi, điều hòa tự động. Đấy, điều hòa đã có điều hòa tự động rồi quý vị nhé. Từ khóa thông minh, đè nổ này, start top này. Rồi vô lăng tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, sang số thể thao trên vô lăng. Đấy, hệ thống đèn, gương kính, chỉnh điện, auto. Đấy. Và đây là cái phần cửa nóc đây quý vị các bạn nhé. Đây tôi mở cái cửa nóc ra cho quý vị và các bạn cùng xem này. Cửa nóc cũng auto một chạm, chỉ cần bấm một cái là mở thôi.
Đấy, đây là cái phần cửa nóc của chiếc xe nhé. Những hôm trời râm gió mát mà mở cái cửa nóc này ra thì là cũng tuyệt vời đấy quý vị và các bạn ạ. Đây là cái bảng, đây là cái chuột điều khiển trung tâm, điều khiển cái màn hình này đây ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho quý vị và các bạn về những cái phần keo chỉ này, cũng như là về những cái phần phía sau nhé. Mời quý vị và các bạn cùng tôi tiếp tục ra ngoài để xem về cái phần cốp sau nào. Chúng ta sẽ mở cái cốp sau này lên. Đấy. Cốp sau ở những chiếc xe ở cái phân khúc hạng C sedan nó rất là dài, cho nên cái cốp sau rất là rộng quý vị và các bạn ạ. Đây, đầu tiên vẫn mời quý vị và các bạn xem về cái phần ốc đã này. Đấy, ốc cốp sau này. Keo chỉ còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Ốc cốp sau này. Keo chỉ nguyên bản hết quý vị và bạn nhé. Chúng tôi cam kết là không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả. Đấy, rất là đẹp luôn này. Keo chỉ này, trong hốc này cũng còn nguyên đấy ạ. Và cái cốp rất là rộng, và rộng và lại sạch sẽ nữa quý vị và bạn thấy đấy ạ. Đây, những cái phần nỉ này này. Những chiếc xe nào mà chạy nhiều này, thứ nhất là chạy nhiều này, thứ hai là chạy dịch vụ này. Chạy nhiều mà lại chạy dịch vụ nữa thì là cái cốp này bây giờ nó rất là xấu quý vị và bạn, nó xước xát. Tại vì đã chạy dịch vụ thì hay phải chở hành lý của khách. Đấy. Những chiếc xe mà đưa đón khách sân bay ấy, thì phần lớn là hay phải chở vali của khách. Nếu như chở nhiều, chạy nhiều thì nó xước xát hết rồi. Nhưng đây còn rất là mới. Và đặc biệt là chủ xe rất là cẩn thận này, đã lắp thêm một cái lót sàn này nữa này, à, cái lót cái cốp này, này, lót cốp bằng nhựa. Cho nên cái phần bên dưới này lại mới tinh luôn quý vị và bạn ạ. Cái phần nỉ dưới này mới tinh. Và lốp sơ cua còn nguyên chưa hạ đây quý vị và bạn này. Tôi mở lần lượt cho quý vị và bạn cùng xem luôn này. Đây là cái phần lốp sơ cua này. Lốp sơ cua phụ tùng đồ nghề còn mới tinh, chưa sử dụng đến này. Đấy, những cái kích này, những cái móc kéo này, còn nguyên hết đấy, chưa dùng đến đâu ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái cánh cửa sau bên phụ nhé. Đấy, tôi sẽ mở cái cánh cửa này ra cho quý vị và các bạn cùng xem. Đầu tiên là vẫn mời quý vị và các bạn xem về cái phần keo chỉ trước đã này. Keo chỉ nguyên bản đấy ạ, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Đấy, còn nguyên bản hết đấy. Ốc bản lề cũng còn nguyên luôn đây quý vị các bạn ạ. Keo chỉ nguyên bản, ốc bản lề còn nguyên. Táp bi cũng còn rất mới, rất là đẹp luôn đây này. Táp bi cửa rất mới, rất là đẹp này. Nội thất phía sau rất là đẹp luôn. Ghế da nguyên bản, ghế da xịn theo xe nguyên bản. Đấy, đây là cái phần ghế da theo xe nhé, mà ghế rất là xịn này. Cái hàng ghế ngồi đằng sau này cũng rất ít người ngồi, cho nó còn mới như này đây ạ. Đấy, quý vị các bạn cứ nhìn cái má ghế này thì quý vị các bạn biết là ngồi nhiều hay ngồi ít ạ. Chiếc xe này chúng tôi mua của một giáo viên ở trong trường đại học ấy. Nếu như quý vị các bạn đến xem xe, tôi sẽ cho quý vị các bạn xem xe và xem giấy tờ và xem hình ảnh nguyên bản mà chúng tôi mua tại ở trường học, một trường đại học ở Hà Nội ạ. Đấy, của một giáo viên ấy. Đấy. Rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe này hay sử dụng một mình thôi, cho nên là cái hàng ghế sau là mới là điều đương nhiên. Và sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn xem về cái phần táp bi cửa phía sau này. Đầu tiên là vẫn bên phụ này vẫn có bấm tay để mở cửa nhé, khóa thông minh, mở cả bên phụ luôn. Đấy. Đầu tiên thì vẫn mời quý vị và các bạn xem về cái phần keo chỉ đã này. Đây là cái phần keo chỉ của cánh cửa này, rất là đẹp luôn này. Táp bi thì rất là mới luôn này. Ốc bản lề còn nguyên luôn này. Đấy, quá đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Táp bi, táp lô phải nói là rất là đẹp rồi. Và đây là cái ốc bản lề của cánh cửa sau này, rất là mới luôn này. Tem của nhà sản xuất này, Mazda 3 AT, là số tự động nữa. Đấy, đến cái ghế bên phụ này cũng không hay ngồi mấy cơ quý vị và các bạn ạ. Ghế bên phụ cũng không hay có người ngồi mấy, nên nó mới được đẹp như này, mới như này. Đấy. Nhìn vào quá đẹp luôn này. Từ vô lăng cần số này, vô lăng này, cần số này, táp lô này, rất là đẹp ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần quan trọng nhất của chiếc xe nhé. Đầu tiên là vẫn mời quý vị và các bạn xem về cái phần cabo đó này. Đầu tiên là mời quý vị và bạn xem ốc cabo này, keo chỉ cabo này. Đấy, keo chỉ cabo còn nguyên bản hết đây quý vị và các bạn ạ. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Và đây, tất cả những cái phần ốc giảm xóc này,
ốc đầu xe này. Đấy. Còn nguyên bản hết quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết thứ nhất là không bị tai nạn, thứ hai là không bị ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản hết ạ. Đấy, chúng tôi cam kết, có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị các bạn nhé. Đây là cái phần động cơ đấy ạ. Mazda cũng đã trang bị cho chiếc Mazda 3 2015 này là một cái khối động cơ xăng 1.5 lít cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu đấy. Chỉ có hơn 5 lít xăng cho 100 km chạy đường trường. Đấy. Còn chạy đường phố thì lên đến 8 lít nhưng nếu chạy kết hợp chỉ hơn 6 lít thôi ạ. Đấy. Và cái ốc này, ốc từ những cái ốc chân máy này, ốc chân máy này đến ốc mặt máy là còn nguyên bản hết đây quý vị các bạn nhé. Đây này, ốc mặt máy này. Tôi quay sát vào đây cho quý vị và các bạn thấy để biết được là chiếc xe này nó còn rất đẹp, rất nguyên bản đấy ạ. Đấy. Vì là chiếc xe này mới lăn bánh được có hơn 5 vạn km thôi. Với cái động cơ này thì rất là đẹp. Tuy là chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký năm 2015, nhưng chạy đến bây giờ tính ra thời gian thì là 5 đến 6 năm rồi, nhưng mới hơn 5 vạn km. Số công tơ mét này chỉ bằng một chiếc xe chạy dịch vụ 1 năm thôi quý vị các bạn nhé. Những chiếc xe chạy 1 năm chạy dịch vụ thì có thể đã đạt được tới cái công tơ mét này rồi. Đấy. Còn chiếc xe này là tôi mua được của một cái giáo viên ở trường đại học ở Hà Nội, chỉ có đi làm thôi. Thì sáng đi làm, chiều lại về đến trường thôi. Thì cái thời gian đi và cái số quãng đường người ta đi cũng rất là ngắn, cho nên là chạy mới ít như thế này đấy ạ. Thời gian đi thì ví dụ như một tuần chỉ có 7 ngày thì chỉ có dạy từ thứ hai đến thứ sáu thôi. Thứ bảy chủ nhật được nghỉ thì người ta lại ở nhà, cho nên là chiếc xe đi mới ít như vậy đấy ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 496 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 5 năm với lãi suất cực kỳ ưu đãi ạ. Vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe. Thủ tục thì nhanh chóng, đơn giản, lãi suất thì rất là thấp ạ. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm thì hãy liên hệ ngay theo số hotline tôi để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem ạ, là 0905 608 883 để từ chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda 3 2015 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mm-hmm.